Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và ngày mai là một ngày mà có rất nhiều những thông tin quan trọng nhưng mà thật ra tối ngày hôm nay Việt Nam chúng ta đã bắt đầu nhận được những thông tin đó rồi đó chính là cái thông tin lớn thứ nhất liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát CPI và thứ nhì đó chính là liên quan đến cập nhật Ethereum đây là hai đề tài lớn tôi sẽ chia sẻ với các bạn cộng với một số những đề tài khác trong video này nhưng mà trước hết chúng ta có thể nhìn thấy được là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay kết thúc đó không có sự thay đổi nhiều chúng ta có thể nhìn thấy được là cả ba chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq thì cũng cỡ đó mà thôi với chỉ số Nasdaq thì âm 0.43% và Dow Jones thì tăng 0.29 cũng không có gì là đáng kể hết pre market thì bây giờ thì cũng không có nhiều động tĩnh như các bạn nhìn thấy là cả ba chỉ số futures bây giờ đó là không có nhiều cái sự thay đổi cũng tương tự khi mà các bạn nhìn vào thị trường crypto ngày hôm nay hôm nay đó chủ yếu là chúng ta có những đồng lớn thì xuống một chút nhưng mà thật ra đó tổng số vốn hóa cũng không thay đổi bao nhiêu nên chia sẻ thêm với các bạn về đề tài này chúng ta bây giờ hãy nói tới hợp đồng của dầu đi thì chúng ta hãy được là hôm nay dầu đó thì tăng lên thêm một chút ở mức là 81 đồng và 55 cent cho một thùng dầu đương nhiên chúng ta rất là chú tâm đến cái giá hợp đồng của dầu tại vì đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát và đương nhiên nó ảnh hưởng đến lãi suất như thế nào và ảnh hưởng đến cả thị trường tài chính còn về hợp đồng vàng thì sao các bạn thấy được hợp đồng vàng đã tiếp tục lên thêm một chút ngày hôm nay ở mức là 0.62 bây giờ một ounce vàng là 2031 dựa theo hợp đồng của ngày hôm nay. Còn về crypto thì sao các bạn? Crypto đó thì chúng ta thấy được là cả ngày hôm nay giá của BTC đã vẫn giữ được là khoảng 30.000 đô hiện bây giờ là khoảng 29.989 thì cũng coi như là 30.000 đô đi các bạn. Chúng ta thấy được là giá của BTC sau khi mà đạt được 30.000 đô vào ngày hôm qua thì cho tới bây giờ vẫn giữ được mức đó hầu như là đi hàng ngang mà không có dấu hiệu là giảm xuống và chúng ta thấy được hôm nay cũng không bị động tĩnh có thể là tại vì ngày mai là một ngày mà có nhiều thông tin quan trọng như thường đã từng chia sẻ với các bạn mới đây nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là BTC thì không có thay đổi nhiều nhưng mà chúng ta có Ethereum thì xuống 2.9% cũng không phải đi nhiều lắm các bạn nhưng mà cũng đi xuống một chút trước khi mà chúng ta có cái thông tin lớn ngày mai liên quan đến cập nhật Shanghai của Ethereum và nói tới tại sao mà chúng ta lại thấy là giá của BTC tăng trong thời gian gần đây thì có rất nhiều giả thuyết các bạn nhưng mà có một cái thông tin có thể là nhiều bạn không để ý đó chính là chúng ta Vừa trải qua một cái ngày trăng khuyết các bạn Có thể nhiều bạn cũng đã nhớ thường chia sẻ Ở trên Tradingview đó Thật ra có rất là nhiều người Chú tâm đến là cái mặt trăng bây giờ ra sao Có nghĩa là cái chu kỳ mặt trăng ra sao ảnh hưởng đến giá của BTC như thế nào các bạn như là cái người này trên Twitter đó thì đã chia sẻ là chúng ta có thể thấy được là mỗi lần mà có chăn khuyết đó có nghĩa là cây màu xám trên màn hình đó, thì đó là những lúc mà mua sau khi chúng ta thấy được là mua sau khi mà có chăn khuyết đó thì giá tăng lên tới lúc mà chúng ta có cây vòng tròn màu xanh dương trên màn hình đó, đó chính là cái lúc trăng tròn các bạn đó chính là lúc bán có nghĩa là đây là cái lý thuyết chăn khuyết chăn tròn mà các bạn thấy được là nhiều người có thể cảm thấy là các bạn không có tin Nhưng mà thật ra các bạn thấy được đây là cái bài đã được vẽ từ thời gian này Để thường xem coi là đây là cái ngày 28 tháng 2 các bạn Thì người này nói là chúng ta sắp sửa tới cái ngày trăng khuyết rồi Và sau đó giá cả sẽ tăng lên tới cái mức là khoảng chừng hơn 28.000 đô Như các bạn nhìn thấy cái đường màu vàng trên màn hình Thì để thường bấm nút play để các bạn thấy được là giá cả ra sao sau đó thì các bạn ước là thật sự giá cũng đã tăng lên rồi Tới mức bà, bây giờ là khoảng 30.000 đô à, Thì à, câu hỏi đó là cái ngày kế tiếp chúng ta sẽ có trăng tròn là khi nào Tại vì đó là cái ngày mà dựa theo cái lý thuyết này chúng ta cần nên bán Thì à, Thuận cũng đi tìm hiểu xem coi là cái ngày kế tiếp trăng tròn là khi nào Thì các bạn được đây là cái à, lịch trăng của năm 2023 Thì chúng ta sẽ có cái ngày trăng tròn kế tiếp Đó chính là ngày 5 tháng 5 các bạn Đó chính là cái lúc chúng ta nên bán dựa theo cái lý thuyết này <laughs> thường giận với bạn một chút mà thôi các bạn có tin hay không thì tìm mỗi bạn nhưng mà điều mà thường cảm thấy là nó thú vị hơn đó là chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình có một bạn đã chia sẻ trên Twitter là tùy theo là các bạn ở quốc gia nào có thể là nhiều bạn đầu tư trung bình giá một thời gian thì bây giờ các bạn cũng đã bắt đầu có một số uh, phần lời tuy là giá Bitcoin chưa thực sự về đỉnh nhưng mà các bạn chia sẻ với Thuận là nếu như chúng ta nhìn vào giá của BTC tính là theo tiền của nước Argentina thì đã đạt đỉnh mới rồi tại vì tiền của nước này đó lạm phát quá nhiều các bạn dẫn đến là so với lại trước đây đó thì giá rất là thấp cho nên bây giờ đó BTC đã ngang bằng với lại cái tiền quốc gia này lúc trước rồi chúng ta đã có đỉnh mới dựa theo Argentina peso rồi, Thuận chỉ chia sẻ một vài cái thông tin thú vị mở đầu để các bạn thư giãn một chút mà thôi Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi vào những cái thông tin chính đi Chúng ta nên biết là ngày mai đó chúng ta có cái thông tin lớn đó chính là chỉ số CPI Phần trăm lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ sẽ được công bố các bạn Và chi tiết hơn đó, nhưng mà nào mà theo dõi mạng sôi thì cũng đã thấy Thuận chia sẻ ngày giờ rồi Chúng ta sẽ có cái thông tin này để chia sẻ vào lúc 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali Thuận sẽ cố gắng sớm để mà chia sẻ thông tin này với các bạn nhưng mà nếu như không thì Team Thuận Capital sẽ chia sẻ ở trên những mạng soi sớm nhất có thể nhưng mà nào mà muốn biết nhanh chóng đó nhưng mà nào mà ở Việt Nam thì các bạn sẽ nhận được cái thông tin này vào lúc 7 giờ rưỡi tối ngày hôm nay các bạn có thể lên trên Google và các bạn có thể tìm kiếm BLS gov như các bạn thấy trên màn hình đó rồi sau đó các bạn cộng thêm CPI thì các bạn sẽ nhận được cái thông tin mới nhất kỳ này đó thì cái kỳ vọng khá là bullish các bạn Chúng ta có thể nhìn thấy được là CPI tổng đó Chúng ta thấy được là cái tháng vừa rồi là 6.0 Thì đợt này ước tính là chỉ có 5.1 mà thôi Các bạn thấy được là giảm từ 6.0 Mà xuống chỉ còn 5.1 là giảm gần như là 1% luôn Không biết là ngày mai đó CPI có giảm nhiều như vậy hay là không à, Tại vì chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái tài liệu Như là tài liệu thuận chia sẻ liên quan đến inflation Thì đúng là CPI khả năng cao là sẽ tiếp tục giảm Nhưng mà có giảm nhiều gì không Thì chúng ta không có dám chắc các bạn cho nên đây là một cái kỳ vọng khá là bullish và chúng ta có nhìn thấy được là ngược lại đó thì core CPI tháng vừa rồi là 5.5 nhưng mà tháng này đó ước tính là sẽ tăng thêm một chút ở mức là 5.6 và core CPI là cái phần trăm lạm phát mà không tính năng lượng và thực phẩm thì ngược lại cái phần đó sẽ tăng ngược cho đây một chút thì đây là cái ước tính hiện bây giờ nếu như mà ngày mai đây chúng ta thực sự thấy CPI như là mong muốn thị trường sẽ rất là tốt các bạn tại vì nếu như chúng ta thấy được tổng CPI mà giảm còn có 5.1 đây là một trong những cái đợt giảm rất là mạnh à, mà chúng ta đã từng thấy nhưng mà ngược lại nếu như mà chúng ta không có CPI như mong muốn đó, thì thì chứng khoán có thể là một màu đỏ các bạn nhưng mà điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến crypto tội không đó thì hiện bây giờ chúng ta không có còn rõ như xưa nữa chúng ta thấy được là gần đây đã hầu như là btc à, đã đi một cái xu hướng riêng rồi BDC đã có một cái thông điệp mới, à, cho nên chúng ta được là gần đây đã có sự tương quan giữa BDC và chứng khoán không có còn như trước nữa. Cho nên nếu như mà chứng khoán đỏ cũng không hẳn là BDC sẽ đỏ đâu, các bạn. Nhưng mà đương nhiên cái mà nhiều người quan tâm tới đó, đó chính là Fed sẽ có quyết định gì. Tại vì tất cả như chúng ta nói hồi nãy giờ đó là chỉ liên quan đến việc là Fed có tiếp tục tăng lãi suất nữa hay là không. Thì à, chúng ta có một trong những cái người mới đến Fed, đây là chủ tịch mới của chi nhánh Chicago là Austin Usbeck thì người này nói là Fed cần thận trọng và kiên nhẫn về việc tăng lãi suất cho đến khi có thể xác thực mức độ thiệt hại đối với hệ thống tài chính. Có nghĩa là nói tới cái việc là Fed tăng lãi suất dẫn đến ngân hàng chào đảo tháng như rồi đó thì Fed nên thận trọng và kiên nhẫn. Và Gusby là thành viên mới nhất và ông ta cũng là thành viên bỏ phiếu trong hội đồng thiết lập lãi suất của Fed thì có khả năng là Fed tăng hay không đó thì ngay thời điểm này chúng ta vẫn có phần lớn hợp đồng nghiêng về là Fed sẽ tăng lãi suất trong đợt này và có thể tăng thêm một đợt nửa tháng 6. Mãi đến tháng 7 đó chúng ta mới thấy Fed quay đầu và không tăng lãi suất nữa. Thì chúng ta đang nhìn thấy được là bây giờ đó chúng ta vẫn có một phần là 30.2% nghĩa là Fed sẽ không tăng lãi suất. Và đây sẽ là cái đề tài mà nhiều người quan tâm đến trong vòng 24 giờ tới đây. Và trong lúc mà mọi thứ vẫn đang chưa rõ ràng thì các bạn thấy được là Janet Yellen khi là bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ đó thì vẫn nghĩ là mọi thứ đều đang rất tốt đẹp à, liên quan đến thị trường tài chính và liên quan đến nền kinh tế của Hoa Kỳ cho nên đừng có lo gì hết đó, mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa và Hoa Kỳ vẫn là một trong những cái quốc gia mà có nền kinh tế đang phát triển. Nhưng mà sự thật thì không phải ai cũng đồng ý với lại nhận định của Janet Yellen đâu các bạn. Chúng ta thấy được là rất nhiều người đã không có cùng suy nghĩ đó với lại Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong khi chúng ta nhìn thấy được là trong cuộc khảo sát gần đây thì CNBC cho thấy được là 70% của người Hoa Kỳ họ đang rất là stress, rất là căng thẳng à, với lại tài chính của họ. Và trong đó đó chúng ta có 57% của cái số lượng người mà đang căng thẳng à, với lại tài chính của họ đó là làm được hơn 100.000 đô một năm. Những người mà làm lương cao ở Hoa Kỳ đó vẫn là những người mà lo lắng về tài chính của họ tại vì các bạn đã biết là nhiều người làm lương cao nhưng mà họ cũng xài rất là nhiều, họ nợ nhà, nợ xe cho nên cho dù là bản thân của họ không có bị sa thải họ vẫn kiếm được tiền nhưng mà nhìn xung quanh hết công ty này sa thải hết công ty kia sa thải họ nhìn thấy người thân người nhìn thấy bạn bè của họ bị sa thải thì họ cũng sẽ bị stress các bạn và cho dù là công ty của họ đó vẫn đang hoạt động và họ vẫn có việc làm thì cũng không có nghĩa là họ sẽ được lên lương họ sẽ nhận được qua hồng nhiều đâu cho nên rất nhiều người đang bị stress hiện bây giờ và thêm vào đó đó chúng ta có thể nhìn thấy được là 58% của số lượng người này họ nói là họ làm bao nhiêu thì hiện bây giờ là họ chi tiêu bấy nhiêu có nghĩa là họ sống từng lương này qua lương nọ chứ họ không có để dành được nhiều và lý do tại sao mà nhiều người bị stress tại vì thứ nhất đó, họ nói là họ lo ngại về lạm phát lạm phát ăn mòn cái sức mua của họ họ làm lương cũng như vậy nhưng mà họ lại mua được ít độ hơn thứ hai nữa đó là họ cảm thấy là nền kinh tế bất ổn hiện bây giờ không giống như là bộ trưởng tài chính trên này cho nên nói là mọi thứ đều ổn và thứ ba nữa là họ nói tới việc là lãi suất tăng cao khiến cho chị cũng khó khăn hết làm ăn cũng khó khăn vay mượn cũng khó khăn và cuối cùng là họ không có nhiều tiền để dành và đây là cái cảm nhận chung của rất nhiều người các bạn và ngay cả những người mình thường quen biết đó cũng có những cái cảm nhận như thế này cho nên tình hình bây giờ đó không có ổn cũng như là bộ trưởng tài chính nói đâu. Tôi thì cảm thấy được đương nhiên là chỉ số CPI rất là quan trọng. Chúng ta đã theo dõi CPI là hơn cả năm nay rồi. Thì đương nhiên ngày mai đó CPI ra sao cũng sẽ quan trọng. Nếu như mà CPI như mong muốn, thì tôi nghĩ là Fed càng có nhiều lý do để quay đầu sớm hơn. Nhưng mà cho dù là ngày mai đó CPI không như mong muốn và thị trường trở nên xấu đi, chúng ta có nhìn thấy được là có thể là nhiều người bán, tại vì họ lo sợ là Fed tăng lãi suất. Thị trường ngày mai có thể là có một cái đợt giảm giá, thì cũng không có phải là cái gì đó chúng ta nên quan tâm dài hạn đâu đối với thuần tại vì chúng ta thấy được là tình hình bây giờ đang không có được ổn và Fed sớm muộn gì đó cho dù là CPI ra sao đây nữa thì cũng sẽ phải thả lỏng tiền tệ mà thôi đó là chuyện sớm hay muộn và cũng vì cái lý do đó khi mà chúng ta nhìn vào giá cả của BTC tăng trưởng từ đầu năm tới bây giờ thì câu hỏi của nhiều người đó là chúng ta thấy được là cái sự tăng trưởng chúng ta nhìn vào thời gian ngắn là từ tháng 3 tới bây giờ đi là một sự tăng trưởng rất là nhanh chóng từ mức là khoảng chừng 18.000 mà lên tới bây giờ là 30.000 đô thì cái sự tăng trưởng đó tại vì BTC đã chứng minh được mình là một cái loại à, tài sản trú ẩn, một cái loại tài sản mà có giá trị trong tình hình bất ổn này. Cho nên người ta mới đổ tiền vào BTC cũng giống như là đổ tiền vào vàng. Hay là tại vì nhiều người đã thấy được tình hình bất ổn của thị trường tài chính và cũng nghĩ là Fed sẽ phải quay đầu mà thôi. Và khi mà Fed quay đầu thả lỏng tiền tệ thì tất cả những loại tài sản mà đương nhiên trong đó những loại tài sản như BTC sẽ có cái sự tăng trưởng nhanh cho nên nhiều người đã dựa vào cái đó và đẩy tiền vào btc bây giờ để họ không có lợi chuyến tàu sau này các bạn nghĩ sao thuần thì nghĩ là cả hai luôn các bạn thật ra cả hai nhìn ở góc cạnh nào đó đó cả hai là một hai cái nó đều tương quan với nhau lý do tại sao mà thuần và nhiều bạn tin tưởng như btc dài hạn đó tại vì cái chiến lược tiền tệ của nhiều quốc gia không có ổn dài hạn cho nên sẽ dẫn đến là lạm phát liên miên à, chúng ta thấy được là cái cách mà chi tiêu của những quốc gia đó phần lớn là cao hơn nhiều so với lại cái mức thuế họ thu được dẫn đến là cứ làm tác hoài in tiền liên tục À, và mỗi lần mà có vấn đề gì đó đó thì tiền là được in ra như là chúng ta nói dịch bệnh, chúng ta nói tới khủng hoảng tài chính và lãi suất là được giảm xuống, tiền rẻ lại khắp nơi các bạn cho nên dẫn đến là tài sản cứ tăng giá và tăng giá. À, đó là cái lập luận căn bản về tại sao mà thu hút nhiều bạn đầu tư. À, nhưng mà cũng vì lập luận đó cho nên chúng ta mới thấy được là BTC là một trong những cái loại tài sản mà không có thể in ra được là một loại tài sản mà chỉ có giới hạn 21 triệu mà thôi và là một loại tài sản mà không được quản lý bởi bất cứ một đơn vị thứ ba nào Tiền thì cứ sẽ được in ra thêm nhưng mà tài sản thì lại không Cho nên những tài sản, nhất là những tài sản mà có giới hạn mà có cái à, nguồn cầu tăng theo theo thời gian như là BTC thì sẽ rất có giá trị Cho nên nhìn cái cạnh đó đó cả hai thật sự là một Và Thuận thì vẫn có lòng tin là cơ hội vẫn ở phía trước của chúng ta Chúng ta cũng vẫn thấy được tới bây giờ rất là nhiều người, họ rất là thông minh, thậm chí là nhiều người đó họ có nhiều kinh nghiệm trong thị trường tài chính nhưng mà họ cũng không có nhận ra những cái giá trị của BTC chúng ta có thể nói tới à, một trong những cái ví dụ căn bản là ram Ramsey các bạn, ram gì là một trong những người mà coi như à, là kỳ cụ trong ngành quản lý tài chính tư nhân nhưng mà chúng ta cũng đang thấy được là Day Ramsey à, đã từng nói BTC đó coi như là đã xong rồi, lúc mà BTC có 800 đô mà thôi năm 2014. Rồi sau đó đó đi Ramsey gần đây tháng 11 năm 2022 lúc mà PDC xuống con 17.000 đô thì cũng đã nói là một lần nữa tuyên bố PDC đã chết rồi, năm này và năm nọ đều là sai hết các bạn. Và chúng ta cũng nhìn thấy được là một trong những người mà nhiều bạn cũng quen thuộc đó chính là leadership các bạn đã nhớ là Peter năm 2018 ngay cái đấy luôn lúc mà giá đi xuống còn 3.800 đô đó thì Peter đã kêu gọi mọi người nên bán đi giá sẽ xuống còn có 750 đô mà thôi rồi từ từ xuống còn 0 đô la cuối cùng đó, đó là đấy các bạn và từ đó tăng ngược trở lên và chúng ta cũng đã nhớ ngay cái ngày Christmas có nghĩa là ngay cái ngày mà lễ Giáng sinh của năm vừa rồi đó chúng ta được là cách đây khoảng chừng là hơn 3 tháng thì ngay ngày đó Peter đã nói gì Petership nói là nên bán hết đi tại vì BDC đó sẽ xuống tiếp tục nữa và càng xuống là càng thấp, cuối cùng cũng chẳng có giá trị gì. À, nếu như mà chúng ta thấy được đó là cái đáy của cái đợt chưa rồi đó thì đây cũng sẽ là một trong những cái sự trùng hợp kinh điển. Petership đã chính thức kêu gọi đáy BTC hai lần trong hai chu kỳ các bạn và chúng ta cũng thấy được là một trong những người mà nhiều bạn cũng quen thuộc chính là Jim Cramer các bạn Jim Cramer à, thì từ lúc mà ngày 5 tháng 12 thì đã kêu gọi mọi người nên bán hết crypto của mình đi các bạn được sau đó giá ca tăng lên tới tháng 3 thì một lần nữa Jim Cramer lại kêu gọi mọi người là nên bán hết crypto của mình đi lúc đó là giá của BTC là khoảng chừng 22 23 000 đô rồi sau đó các bạn thấy giá lại tăng lên tới 30 000 đô có hai điều hồi xưa đó các bạn khi mà thuận mới tham gia thị trường này thì khi thường nghe những người mà nói xấu với BTC đó thì thuận cảm thấy là cái máu cho người mình sôi so sục luôn mình muốn giống như là tranh luận với họ nhưng mà thật ra tới cuối cùng đó bây giờ thuận đã hiểu là được là thật ra khi mà chúng ta nghe một người nổi tiếng nào một người mà có sự ảnh hưởng đó nói là BTC không có giá trị gì con số không hay là bất cứ một câu nói nào tương tự thì thường lại càng cảm thấy bullish hơn các bạn đương nhiên nếu như mà ai cũng tin BDC là tương lai thì đâu còn gì là cơ hội nữa các bạn cho nên càng ít người tin BDC là tương lai thì càng tốt đối với thuần đó là điều, điều đầu tiên điều thứ nhì nữa đó là các nhà đầu tư đó thì họ thường có một cái suy nghĩ rất là thú vị các bạn thứ nhất đó là nếu như mà họ theo dõi một ai đó mà ai đó nói là giá cả sẽ tăng sẽ tăng sẽ tăng rồi họ đi mua rồi sau đó giá không tăng thì họ sẽ không được vui và họ sẽ đi chỉ trích cái người mà nói là giá sẽ tăng nhưng mà ngược lại đối với những người mà nói là giá sẽ không tăng, giá sẽ đi xuống vì con không có giá trị sẽ con số 0 Họ không có mua, khi mà giá tăng lên đó, thì họ cũng không đến chỉ trích những người đó là tại vì tôi nghe cho nên tôi không mua Bây giờ tôi đã lỡ chuyến tàu, tôi đã không có được cái lợi nhuận như mong muốn Hầu như là cái điều đó không có xảy ra nhưng mà điều ngược lại thì lại xảy ra các bạn Đó là một chuyện điều mình thường cảm thấy rất là thú vị và đương nhiên nếu như chúng ta nhìn vào thời gian dài hạn đó, thì như bài nào mà theo dõi kênh này cũng đã biết là thuận luôn luôn bullish về BTC dài hạn và đây là lý do tại sao mà có kênh này các bạn Để Thuận chia sẻ với các bạn Lòng tin của Thuận liên quan tới BTC và Crypto nói chung Chứ không phải để tranh luận bất cứ ai hết Càng nhiều người không tin thì càng tốt đối với Thuận Đó là cái suy nghĩ hiện bây giờ của Thuận Ngắn hàng, không ai biết được là giá cả sẽ ra sao đâu Thuận cũng không biết luôn các bạn Cho nên Thuận mới có những chiến lược như là trung bình giá Dài hạn thì cũng câu nói đó Bao nhiêu năm qua Thuận vẫn tin là dài hạn Thì giá sẽ đi theo giá trị Tới lúc cuối cùng đó thì giá và giá trị cũng là một mà thôi các bạn